Vui trong ánh đạo, con quỳ chắp tay dâng hương. Ánh mắt từ bi, Phật ban bình an cho nhân thế. Vui trong ánh đạo, đến chùa con thật bình an. Ấm áp chuông chùa, con thầm niệm Phật Nam Mô. Con thành tâm dâng bài ca lên Phật. Đức Đại Từ xoa dịu nỗi khổ đau. Xin được kính chào đến quý vị. Hôm nay chúng tôi lại có mặt tại chùa Liên Hoa vào những ngày cuối năm 2017 và được hầu trà với Hòa thượng Thích Chân Thành. Chúng con xin được gửi lời chào đến Hòa thượng vào những ngày cuối năm, thưa Hòa thượng. Dạ Đà Phật. Chào anh Đoàn Trọng và anh Dũng, Đỗ Dũng. Yeah. Kính chào quý khán thính giả theo dõi cái chương trình Vui trong ánh đạo. Yeah. Thưa Hòa thượng, nhanh quá Hòa thượng ha, thời gian nhanh. Đến bây giờ thì hôm nay mình vỏn vẹn chỉ còn có 3 ngày nữa đến ngày Chủ nhật, là coi như chúng ta chuẩn bị để chào mừng đêm Chủ nhật, là chúng ta chào mừng chia tay với 2017 Hòa thượng. Nhưng mà trước kia thì thời gian nó đi, trước kia thời gian nó đi rất nhanh hơn nữa, bây giờ thì đi hơi chậm. Tại sao chậm anh biết không? Vì sao hả thưa? Là vì trái đất này nó quay chậm đi. Chậm lại. Bởi thế cho nên thời tiết nó thay đổi lung tung hết. Này thì bão lụt ở chỗ này, ngày mai gió tuyết, hôm nay là nhiều và đủ thứ. Do cái trái đất này nó quay chậm. Nó quay khá chậm. Anh phải biết như tôi, bây giờ tôi hỏi anh một điều nha. Một ngày nào đó chắc có lẽ cũng không còn xa xôi nữa đâu, mà khi trái đất này nó ngừng quay hết thì theo anh ấy, tất cả mọi vật, nói chung con người chúng ta sẽ đi về đâu? Thật ra Hòa thượng, khi mà nói đến và cái sự ngưng chuyển của trái đất á, thì điều đó cho thấy rằng là một cái ngày, người ta, cái chữ người ta hay nói ở bên Mỹ, người ta nói là end of the world, tự nhiên là cái ngày cuối của tận thế, phải không Hòa thượng? Hòa thượng có tin có ngày đó không? Thì trên phương diện khoa học thì nó chắc chắn là phải tới thôi. Bởi vì theo Đạo Phật thì có 4 giai đoạn: sinh, trụ, biến đổi, rồi nó diệt, hoại diệt. Cứ sinh trụ dị diệt, sinh trụ dị diệt, sinh trụ dị diệt như thế. Rồi từ cái diệt đó, nó cái tất cả những cái vật chất của cái trái đất này nó tan vỡ đi rồi thì nó bay đi đâu? Nó đi tìm một cái thích ứng với nhau đó. Nó tụ hợp lại thành một trái đất mới. Thế Hòa thượng, trong những cái thời gian qua, đặc biệt là chúng ta cũng nói đến một cái trận cháy ở Cali này Hòa thượng, cũng rất là có thể nói là gây ảnh hưởng rất là lớn đến cho cái đời sống bình thường ở người dân, đặc biệt là những người ở California. Nhưng mà hôm qua hôm kia thì lần đầu tiên bao nhiêu năm đến bây giờ thì tại tiểu bang Pennsylvania, chắc Hòa thượng cũng có đi qua lên Philadelphia rồi. Tuyết hôm nay nó dày đến tới 62 inch Hòa thượng. Đúng rồi. Bởi vì do trái đất nó quay chậm lại đó. Rồi một ngày khi mà trái đất này nó chậm lại nữa đó, thì cái biển á nó sẽ thay đổi chứ. Thay đổi Hòa thượng. Có thể là có chỗ thì đất nó lầu lên. Rồi có chỗ có những cái vùng biển á, nó thủng xuống. Thành nó biến đổi, mình bây giờ mình không tưởng tượng nổi đâu. Thế đầu tiên mà những ngày Hòa thượng cách đây 50 năm về trước, lúc Hòa thượng qua Nhật á, chưa bao giờ thấy tuyết hết. Khi Hòa thượng thấy tuyết nó rơi xuống ở trên núi Phú Sĩ giữa Tokyo thì Hòa thượng cảm nhận như nào? Ngày xưa hồi năm 1970 á, là năm đầu tiên mà tôi qua Nhật á. Anh nói tôi cười nghe. Từ hồi nhỏ tới giờ mình không có thấy tuyết, không biết tuyết là gì. Không biết tuyết gì đâu. Cái năm đó, năm 70 á, mùa đông năm 70 á, 1970 á, tuyết ở Nhật Bản nó rơi dày lắm. Lạnh lắm ở Tokyo, mà ở cái sông
vận động Thế vận hội ngày xưa Olympic ở Tokyo, Olympic Tokyo. Mà tuyết là dày như thế này, dày như thế này á. Mà anh biết sao, hồi đó mình không có chuẩn bị áo ấm gì hết trời. Không có bao tay. Mà lúc đó mình còn trẻ, thành cái năng lực mình còn mạnh. Thành đi ra dẫn cái tuyết, tôi với thầy Nguyên Đạt đó, đi ra dẫn tuyết. Rồi thầy Nguyên Đạt kêu mời các cô gái Nhật tới chụp hình. Bởi vì ông có đọc sách rồi nhiều đó. Đọc về cái người Nhật, cái văn hóa của nhiều người Nhật đó. Bởi thế cho nên ông đi lát, ông mời các cô Nhật đó tới đứng chụp hình cũng vui lắm. Thế hồi đó Hòa Thượng đi học bên Nhật, cho Hòa Thượng có nghĩ rằng là Hòa Thượng đi về lại Việt Nam trước khi ra đi, có khi nào Hòa Thượng có một hình ảnh gì Hòa Thượng nghĩ rằng là chắc lại ở lại bên Nhật luôn hay là sao? Không, lúc ra đi thì đương nhiên mình cũng luôn luôn cũng nghĩ có ngày về chứ. Phải về. Mà thật ra năm 1985 đó, đáng lẽ là tháng 6, tháng 7 thì năm 85 thì tôi về. 75 chứ. Năm 75. Dạ. Thì mình về nước. Dạ. Học hành xong hết rồi. Học xong hết rồi. Nhưng mà rồi ngay qua tháng 4 năm 75 là miền Nam sụp đổ, có vấn đề miền Nam sụp đổ thì đương nhiên mình phải ở lại. Mà nếu ở lại thì mình phải đi lao động nó mệt. Đi lao động để sống chứ. Rồi anh biết sao, rồi lúc đó đi qua Mỹ khó lắm. Đi qua Mỹ rất là khó, nhưng mà rồi do đó mà các bạn bè, một số bạn bè đi qua Âu Châu, đi qua Đức, đi đồ, hoặc là đi một số một vài nước thứ ba, nước thứ ba đó, thì khi đó tôi với một vài anh em nữa đi tới cái tòa đại sứ của các nước Nam Mỹ đó. Oh, lại bình thường lại đi qua Nam Mỹ nữa. đi Nam Mỹ nhưng mà không cho. nó không cho thôi thì ở lại vậy. Ở lại chịu trận đi làm, đi làm bạc thai thôi. Rồi nhưng mà nhờ cái đi làm đó mà mình mới biết được cái sức lao động, cái sự lao động khổ cực như thế nào. Mình hiểu được cái giá trị của lao động, mà đồng thời mình thông cảm với những người lao động hay ở chỗ đó. Mà khi mình hiểu được thì đương nhiên mình thương những người lao động. Thầy đi làm ở bên Nhật có phần nào giúp cho thầy được giác ngộ? Nói như theo nhà Phật thì giác ngộ, và có nhận được cái giác ngộ trong giác quá ngộ đi bên làm cũng rất là hay ở chỗ đó. Khi mà đi làm như vậy, anh biết sao, khi mà tôi lại đi làm cái làm bóng đèn này, bóng đèn tròn 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 kia, cái bàn nó dài như thế này, nó cứ chạy vòng vòng assembly, assembly. Mình ngồi như thế này á, khi cái bóng đèn nó tới mình lấy cái bóng đèn mình bỏ vô trong cái hộp, rồi cái mình lấy cái không đó, cái mà nó mình bỏ vô rơi vô, rồi cái mình cái đây lấy ra, cái kia bỏ vô, cứ như vậy. Thì cái đầu mình để làm gì, cái đầu mình để ở không cũng uổng hết. Cho nên tay thì làm, mắt thì nhìn, mà cái miệng á thì mình tụng chú đại bi. Lúc làm việc mà cũng tụng kinh. Tụng chú nam mô, tôi tụng trong thầm trong miệng vậy đó. Thì nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Nhãn ngài đại bi đã đi có mấy Nhật, trẻ đó, rồi trẻ bạn nó nhìn thấy cái miệng tôi nhấp nên nên tôi điên. Nhưng mà mình biết nó hiểu, nó nghĩ rằng mình là điên, nhưng mà mình không điên thôi chứ. Đục ăn thua gì cái vấn đề đâu, đúng rồi. Cho nên nó mắt thì nhìn cái ấy, nó tới lấy ra để vô, lấy ra để vô. Miệng thì tụng kinh, tụng chú đại bi. Cho nên trong cái thời gian mà mấy năm, 10 năm ở bên Nhật tu dữ lắm. Một ngày như vậy tôi tụng ít nhất là cũng 500-600 biến chú đại bi. Bởi vì từ ở chỗ ở nhà đó nha, mà đi ra ngoài ga, đi bộ ra ngoài ga đó, là cũng
15 phút rồi. Cũng đi cũng tụng kinh. 15 phút mà tụng cho chú Đại Bi cứ 2 phút một biên, 2 phút một biên, 2 phút một biên. Là 20 phút là được 10 biên chú Đại Bi rồi. Như vậy thì thưa Hòa Thượng là một tu sĩ có thể nói rằng gắn liền toàn bộ cuộc đời của Hòa Thượng với Phật giáo này. Thế nhưng con xin hỏi Hòa Thượng là trong cái thời gian Hòa Thượng ở Nhật á, Hòa Thượng có nhận được một cái kết quả gì thực tiễn nhất trong cái đời tu hành của Hòa Thượng không? À, khi mình tụng chú Đại Bi như vậy á, thì cái tâm nó an lạc cơ lắm. Yeah. Tâm nó thảnh thơi và an lạc. Mình nếu mà không có cái lúc đó mà không có biết về Phật Pháp đó nha, thì khổ lắm. Yeah. Nó dễ làm mình mát lắm. Mình nó bắn loạn lắm. Nhưng mà nhờ cái tu á, nhờ tụng chú Đại Bi á, mà làm cái tâm mình được an lạc. An lạc. Nhưng mà rồi cái quan trọng nhất á, nhờ cái tụng chú Đại Bi á, mà khi qua bên Mỹ, khi này ông già tôi không, ông cụ Ronald Reagan, President Ronald Reagan, bỗng nhiên ông gọi mình qua, qua rồi qua đây đi chơi thôi. Yeah. Trong cuộc đi chơi mà bỗng nhiên gặp được cái chùa này, gặp cái nhà nhưng mà, này. Nhưng mà thưa Hòa Thượng, cái cuộc sống, cái cuộc tu hành, cái đời sống tu hành của Hòa Thượng ở tại bên Nhật Bản đó, tiếp xúc với người Nhật hàng ngày thì Hòa Thượng học được cái gì ở người Nhật nào? Học nhiều lắm. Yeah. Cái thứ nhất á, là cái văn minh họ cao. Cái thứ nhất là vấn đề trật tự xã hội. Trên cái phương diện mà muốn phát triển cái đất nước á, cái trật tự xã hội rất là quan trọng. Yeah. Cái thứ hai á, là cái văn minh. Cho nên trong tương lai tôi nói nếu mà mình về nước, mình vận động có cái vận động được cái đài truyền hình giáo dục chuyên về giáo dục không? Giáo dục từ trẻ nhỏ đến người lớn tùy theo trình độ. Mà theo tôi nghĩ dân tộc Việt Nam đã tới lúc mà dân tộc Việt Nam phải tiến bộ, đã tới lúc mà dân tộc Việt Nam phải tiến thứ văn minh, không để nó thụt lùi nữa. 70 năm cộng sản đô hộ dân tộc Việt Nam càng ngày càng đi xuống, càng ngày thua. Bây giờ Hòa Thượng để một chút xíu nữa chúng con sẽ nói với hỏi Hòa Thượng về một vài vấn đề có khán giả họ cũng để vào. Nhưng mà trở lại cái vấn đề con muốn hỏi Hòa Thượng hôm nay dành thì giờ để Hòa Thượng nói cho con biết về vấn đề và tu hành. Thì việc trước tiên con hôm nay ngày cuối năm Hòa Thượng, một năm qua thì có thể nói là rất dài, trái đất nó xoay chậm lại thì cũng vẫn là rất dài thôi Hòa Thượng. Nhưng mà Hòa Thượng là người tu hành, Hòa Thượng thấy giáo lý nhà Phật đó, thì Hòa Thượng cũng biết rằng là cái giáo lý nhà Phật nó rất, Đức Phật dạy rất là nhiều điều, rất là nhiều cái sự khó khăn. Thế thì thưa Hòa Thượng, nó nhiều quá khó khăn như vậy thì làm sao tu cách nào để mà có thể trở thành giác ngộ được Hòa Thượng? A Di Đà Phật. Để trả lời cái câu hỏi của anh thì cái vấn đề văn hóa của xã hội thì chỉ còn có một tháng, non một tháng nữa thì tới Tết Việt Nam. Còn có mấy ngày nữa thì Tết Dương lịch rồi. Thì trước hết là tôi cầu chúc nhất tâm thanh tịnh để cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho tất cả, cho quốc được luôn luôn thái bình, xã hội được luôn luôn ổn định và tất cả chúng sanh nói chung và tất cả nhân loại trên thế giới luôn luôn được an bình, hạnh phúc trong năm mới. Và nhưng mà nhất là tôi cũng cung kính cầu nguyện cho tất chư vị hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni ở Việt Nam cũng như tất cả các nhà lãnh đạo các tôn giáo ở Việt Nam thân tâm thường an lạc, vạn sự được cát tường.
như ý để tu hành mau thành mau giác ngộ. Thưa Hòa Thượng, cảm ơn Hòa Thượng đã dành những cái thời giờ để lắng đọng tất cả mọi người xuống và để cầu nguyện cho một cái trái đất, cho một cái nền hòa bình đến mọi người trên cái hành tinh này, thưa Hòa Thượng. Nhưng mà như trả lời cái câu hỏi con hồi nãy vẫn mới đề cập đến Hòa Thượng, thưa Hòa Thượng, nó tu nhiều điều quá, Đức Phật dạy đủ thứ hết, thì làm sao mà thâu lượm lại được để mà giác ngộ được, Hòa Thượng? Đối với Đạo Phật á, thì nó cũng dễ mà cũng khó. Cũng khó mà cũng rất là dễ. Nếu thí dụ như mình có cái bánh, để cái bánh tét ở trước mặt mình, nếu mình biết mở ra thì nó dễ, rất là dễ. Nếu mình không biết, nếu đưa một bà già, cụ làm ơn mở giùm cái bánh tét này ra, bà lào màu lào màu hoài, bà không biết cái lối nào mở thì nó rất lâu đi, nó khó khăn. Bởi thế cho nên cái biết, cái hiểu biết là cái quan trọng nhất trong bước đầu. Thì anh nên biết rằng Đức Phật nói nhiều lắm. Đối với các tôn giáo trên thế giới này thì Đức Phật nói nhiều hơn tất cả. Nhưng mà rốt cuộc lại, rồi cũng Đức Phật dù là đi bao la bát ngát trong vũ trụ, nói đủ thứ hết, nhưng mà rồi rốt cuộc Ngài cũng quay về cái tâm con người. Con người mình á, nếu mình biết á, thì mình thực hành được một cái gì đó theo cái phương pháp của mình, thì mình mau thành tựu được cái, làm cho cái tâm mình được an lạc mau hơn. Còn không biết đó, thì cứ đi lòng vòng hoài, thì cái tâm luôn luôn bị bấn loạn phiền não. Vậy là cái tâm là cái chính, là thường phiền não nó dày đầy. Cho nên cái tâm, cái sự hiểu biết về cái tâm nó quan trọng lắm. Như vậy thì cái hiểu biết về cái tâm như thế nào, cái đây phải nói tất cả mọi cái hiện tượng trong vũ trụ này nói chung, hay là trong cuộc đời, trong phạm vi của xã hội là nói chung, trong cái gia đình, bạn bè nói riêng, nếu mình hiểu được thì nó dễ lắm. Nếu mình hiểu được thì rất là hạnh phúc, mà nếu không hiểu được thì phiền não nó luôn luôn dấy động trong người mình, dấy động trong cái đầu mình, thì mình không bao giờ hạnh phúc hết. Như vậy thì cái gì làm cho mình hiểu biết? Tất cả mọi hiện tượng trong trời đất này, trong vũ trụ, nó sẽ đi vào ở trong con người của mình. Nhưng mà vào trong cái mấy cửa ngõ để mà nó vào, có 6 cái cửa ngõ để nó vào: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mắt thì mình nhìn các đối tượng bên ngoài, tai thì nghe, mắt, mũi, ngửi thì mình ngửi những cái mùi vị ở bên ngoài, từ bên ngoài vô. Mình ngửi cái dầu thơm thì mình biết đó là thơm. Mắt, tai mình để mình nghe, nhờ tai mà mình mới biết được những chuyện. Mắt, tai, mũi, lưỡi thì mình nếm các mùi vị. Rồi cái thân thì mình cảm xúc với cái, thí dụ mình để cái tay lên cái bàn như thế này, mình thấy láng, mình biết ồ, cái bàn này là láng quá. Rồi nó vào ở trong mắt, tai, mũi, tất cả những đối tượng nó vô trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ý thì nó nhận biết, nó hợp tác với cái năm cái giác quan kia, rồi nó nhận biết, biết giờ cái bàn này, rồi mình biết đó, nó đưa vào trong cái bộ óc mình, cái hệ trung khu thần kinh mình biết, ồ, cái bàn này nó gặp quá, nó láng hơn, rồi không có chỗ nào nhau hết. Rồi khi đó thì cái anh
mạc na thức, còn gọi là self consciousness, tức là cái thức nó bảo vệ sự sống của một cá nhân. Thì cái anh đó là anh rất là quan trọng. Sự đau khổ, sự gì đó cũng do cái anh đó, chứ không phải do cái consciousness đâu. Rồi cái anh đó, anh mới đem cấp tất cả những cái sự hiểu biết về cái những cái vật cứng, vật mềm, hay là mùi thơm, mùi hôi, hay hiện là tượng bên ngoài, cái hiện tượng bên ngoài đem cất vào trong cái hard drive, trong memory. Nó đem cái memory đó, nó cất ở trong cái hard drive á. Yeah. Mình nói có vẻ khoa học một chút cho nên giờ hiểu nha. Hạt trai mà trong tâm lý học gọi là cái subconsciousness hoặc là unconsciousness, hay theo Phật giáo gọi là cái tàng thức. Cái tàng thức đó. Cũng như miếng đất này á, mình đem hạt giống mình rải nó nằm trên mặt đất đó. Rồi khi mặt đất nó có cái nhân duyên, có mưa, có nắng đó, thì nó lên mầm. Thì nó có ở trong đó, thì một lúc nào đó mình tiếp xúc hoặc là có người nào nói, mình nhớ lại, thì nó tiếp xúc với cái hạt giống trong đó, nó lên mầm. Cũng như cái tất cả những cái bài vở gì, mình những trong từ, trong ý tưởng của mình nó khởi lên, mình đánh trong computer. Rồi khi đánh trong computer nó ra đó, thì rồi cái mình save đó, thì nó được cất giấu trong cái hard drive. Hard drive rồi đôi chừng 10 ngày sau hoặc 20 ngày sau, một tháng hoặc nửa năm, hai năm đó, mình nghĩ có một lúc nào đó mình mới ngồi mình nghĩ, hoặc là mình chơi bóng dưng, những cái hoài niệm từ trong tàng thức của mình đó, nó khởi lên. Ủa, ngày xưa mình chơi với bạn không được tốt lắm. Mình hay đá chân, đá cẳng bạn bè. Khèo nhẹ đó. Khèo nhẹ. Thì khi đó mình mở cái computer ra. Bởi vì khi đó mình đã về, mình viết nhật ký ở trong ấy rồi. Để lại trong ấy rồi. Nhưng mà đến khi mà mình nhớ lại, mình chơi nhẹ nhẹ các cái bạn bè chơi vậy rồi. Bây giờ mình hối hận là mình thấy không được tốt lắm. Mình mở cái máy ra, mình mở ra cái bài đó. Cái ngày đó, tháng đó, mình có viết trong nhật ký như vậy đó. Thì mình lấy lên cho mình đập qua một cái mình delete đó. Mình bôi đen nó rồi cái mình delete đó. Thì nó sẽ mất đi, có phải không? Cho nên cho nên rồi cái đầu thai, trong ý nghĩa là cái vấn đề đầu thai hay là vấn đề tái sinh, nó cũng như thí dụ như mình đánh tất cả những gì mà mình suy nghĩ, từ đầu óc mình suy nghĩ, mình xem vô trong hạt trai đó, rồi đến khi mà một năm hai năm vậy, mình có cái việc mình đi qua bên Tây hoặc là bên Đức hoặc là bên Nhật hoặc là bên ấy các nước nữa. Rồi cái chẳng lẽ mình mang cả cái computer đi sao theo. Cho nên cái tiện dụng nhất là mình copy, hoặc là copy những cái lấy những gì trong hạt trái mình copy ra, hoặc là cái mình muốn trọn vẹn hơn nữa, mình mở cái computer ra mình lấy cái hạt trái vào. Hạt trai mình bỏ trong gạch tắp, mình không sợ lên máy bay vô được khám xét đó, mình không sợ ai bắt mình phải bỏ ra. Cho nên đó, mình bỏ trong gạch tắp, mình lên máy bay mình ngồi an toàn hơn. Rồi qua bên kia đó, qua bên Tây, rồi khi đó cái vấn đề quan trọng ở chỗ này là khi mình qua bên kia đợi chừng một tuần lễ đầu á, thì mình đi tìm nhà, tìm cửa, mình ăn. Sau khi mà nơi ăn chung ở nó an định rồi đó, an định xong xuôi hết rồi á, rồi mình sau đó mình đi ra các cái tiệm bán computer. Rồi chẳng những đi ra đó, mình mua liền, mình đi mình xem xét hết tất cả, bỏ các cái tiệm computer
mình thấy cái tiệm nào mình thích, mình để ý ra, để ý rồi để bước, rồi mình về coi coi móc trong túi coi thử có tiền không, có tiền để mua chứ. Yeah. Thì khi mà trong túi mình có tiền rồi, mình tới đó mình thấy cái computer đó được thì mình mua về. Mình mua về thì sau khi mình mua về rồi, cái thì mình lấy hạt rai mình gắn vô trong cái computer mới. Mình gắn vô computer mới rồi mình load tất cả program rồi vô hết rồi. Rồi mình bấm lên tất cả những cái gì mà mình đánh ở bên này đó thì nó qua bên kia. Rồi cái nó lên hết. Thì cuộc đời này cũng vậy, vì người ta không hiểu thì người ta nói thiên tài là từ ở đâu tới. Nhưng mà người ta không hiểu rằng tất cả những thiên tài về toán học, thiên tài về văn học, thiên tài về triết học, thiên tài về vật lý, thiên tài đủ thứ hết. Hay có những đứa mà mới 7-8 tuổi nó giỏi về piano đó. Yeah. Nó ngồi nên mới 7-8 tuổi mà ngồi như thế này, ngồi cũng uống heo đó. Yeah. Tay nãy cũng rất là rành, giống như là người thần đồng mình gọi là thần đồng. Yeah. Nhưng mà thực ra cũng chẳng phải gì thần đồng, là tất cả những memory mà trong quá khứ, trong kiếp trước của nó trở lại trong hạt trái. À. Trong hạt trái bây giờ nó hiện ra trở lại. Yeah. Thôi nhé. Thành thứ ra nếu mình hiểu về Phật Pháp rồi thì mình hiểu cái đó nó dễ dàng. Yeah. Tất cả những quá khứ như vậy là thông cái tâm mà cái hiểu biết của mình thì cái tu giác ngộ nó dễ dàng hơn là thế. À, đúng rồi. Thì trong Phật Pháp thì có vô lượng pháp môn. Yeah. Vô lượng pháp môn có nhiều cái phương pháp khác nhau, có nhiều phương tiện và phương pháp khác nhau. Nhưng mà mình nói thêm như thế này nữa, nếu mình hiểu về Phật Pháp rồi á, anh theo anh á, anh chắc có lẽ anh cũng thấy rồi, trong một gia đình như thế này á, có ông cha với bà mẹ, sinh ra được 5-6 người con. Yeah. Thì trong 5-6 người con anh để ý coi, thế nào cũng có một đứa nó thương bà mẹ nhiều nhất. À. Nó đi đâu nó cũng nhớ bà mẹ, nó mau mau về để săn sóc bà mẹ. Nó lo cho bà mẹ rất là kỹ lưỡng lắm. Rồi trong cái số 6-7 đứa thế nào cũng có một đứa nó thương ông cha rất nhiều, nhiều hơn. Dĩ nhiên là cha mẹ, đối với cha mẹ thì nó thương hết á. Yeah. Nhưng mà còn nó thương hơn, đặc biệt hơn, thương hơn. Yeah. Là vì sao? Là vì kiếp trước đó là ông già, bà già, ông già săn sóc nó nhiều hơn. Yeah. Còn cái sự liên trong kiếp trước. Kiếp rồi. Trước đúng rồi. Yeah. Nó nằm ở trong cái đầu đó, trong cái hạt rai đó. Yeah. Rồi bây giờ nó trả lại cho có gì đó. Yeah. Nhưng mà cũng có những cái không gian hẹp, không gian rộng, không gian lớn hơn, không gian to lớn vĩ đại là sao? Thí dụ như trong kiếp này mình thương bà mẹ nhiều hơn, nhiều. Yeah. Thì tất cả những hình ảnh mà mình thương, mình yêu hoặc bà mẹ thương yêu mình nhiều thì mình trở lại. Yeah. Mình thương yêu bà mẹ nhiều hơn cho tôi vậy thôi. Như vậy thì thưa Hòa Thượng, bây giờ con xin hỏi một lần như vậy này. Thưa Hòa Thượng, cái việc tu hành cũng giống như cái vấn đề giác ngộ như Hòa Thượng nói, cần phải có cái tâm trí tuệ hiểu biết. Nhưng bây giờ con xin hỏi Hòa Thượng như vậy, thế bây giờ cái tâm của con yếu, hiểu biết con ít, con dùng những cái công sức của con, tiền bạc của con xây chùa thật nhiều, con đi mua kinh sách, đi làm những cái công việc ấy, rồi để có được cái lợi, để cho con có cái credit nhiều, để con có giác ngộ dễ dàng không hả thầy? Có lợi ích chứ. Yeah. Có lợi ích ghê lắm. Là vì khi mình, thí dụ chùa, chiền hoặc các, nói chung là các tôn giáo hết rồi. Yeah. Mình giúp cho cái tôn giáo mà mình theo đó. Yeah. Thì tất cả những hình ảnh từ trong lòng của mình, từ cái thiện tâm của mình. Yeah. Làm cái công việc, rồi từ cái hình ảnh mình làm nó quay trở lại vào trong cái tâm của mình. Yeah. Rồi tâm của mình đó thì đương nhiên
Khi mà nó quay lại với tâm mình thì tâm mình hiền rồi. Bởi như vậy thì nếu như Hòa Thượng nói như vậy thì người giàu dễ giác ngộ hơn người nghèo, người có tiền dễ giác hộ người hơn người không có tiền. Không phải. Một ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, vua A Xà Thế đem cứ mỗi ngày sang sai quân lính đó, đem cả thùng dầu, đem cả thùng dầu tới cúng cho tăng đoàn ở vườn cung cấp cô độc đó. Nhưng mà có một hôm á, một bà già rất nghèo, nghèo lắm, nghèo sơn, nghèo xác, đi xin ăn nữa. À, bà xin đâu có người ta cho bà, đâu có mấy xu à. Bà tới cái tiệm bán dầu đó, bà mua cả mấy xu à. Cái ông bán dầu trợn trợn, ông có mấy xu làm sao tôi bán được. Rồi bà mới năn nỉ ông, cái ông bán cho, bà ăn chút dầu vậy đó nha. Cái khi đó bà già đó đem cái chút dầu tới cúng cho Đức Phật, tới đánh lễ Đức Phật cúng cái, mà nói con chỉ có chừng này dầu thôi, xin cúng cho Đức Thế Tôn để thắp tối để thắp cho tăng đoàn. Thì biết sao, rồi tối hôm đó thì Đức Phật bảo các thầy trong tăng đoàn đó đem cái dầu đó ra để thắp một cái đèn riêng, thắp ngang khắp lên đó. Thì còn mấy cây dầu kia do cái dầu của trong hoàng cung của vua A Xà Thế đem tới cúng đó, cũng thắp lên đều đặn. Mãi cho tới sáng rồi thì các thầy ra thấy mấy ngọn đèn, đèn của dầu của vua A Xà Thế cúng đó, nó tắt hết. Nhưng mà duy chỉ có một mình cái đèn của bà già đó lại sáng, vẫn còn sáng. Thì khi đó các thầy mới lên thưa hỏi Đức Phật, nói tại sao mà cái đèn của bà giàu, cái đèn giàu của bà cụ đó sao nó cứ cháy mãi mà không tắt. Thì Đức Phật ngồi ông cười, ông nói đó là do cái thiện tâm của bà cụ đó, cũng cái bà nghèo đó, cái thiện tâm của bà người nghèo đó, đem cũng có chỉ một chút thôi mà công đức vô lượng. Vậy là đừng có cái vấn đề là đừng có lo sợ là mình nghèo thì mình khó giác ngộ đâu mà thường ha. Đúng. Cảm ơn Hòa Thượng là Hòa Thượng đưa ra một cái câu chuyện mà có thể nói làm cho hơi bỡ ngỡ, là vì cái sự thực cái đó không biết là cái đó là dù ngôn ngụ ngôn hay là như thế nào, nhưng mà ít nhất rằng là cũng có những cái điều để mình nhận rằng và mình cảm nhận được là những cái tâm là sẽ thắng hết tất cả. Đúng rồi. Rồi tôi nói thêm một chút nữa. Dạ. Bởi thế cho nên mình nói cái đó rồi mình mới đưa cái chuyện này vào trong cái vấn đề cái cách đối xử trong xã hội. Thí dụ như trong gia đình mà anh chị em trong gia đình mà có những cái vấn đề gì bất đồng ý kiến nhau, hoặc có những vật không hài lòng đó, thì hay là mình hôm nay mình chơi với bạn bè mình tính cách ganh ghét hoặc ấy đó, mình chơi hơi xấu chút nha, thì khi nếu mà những người trong gia đình mà không hợp ý nhau thì có những vấn đề không hài lòng nhau, thì anh em trong gia đình họp lại rồi thảo luận nhau, rồi khi đồng ý với nhau mình thấy hôm nay là mình chơi xấu hoặc là mình không đồng ý với anh em, anh hai chị hai, anh ba chị ba rồi như đó, thì khi đó rồi cái tóc mọi người nghĩa là xin lỗi, mình xin lỗi, cái là xin lỗi cũng là một phương pháp delete, một phương pháp, một trong những phương pháp để delete. Mình khi mình ngồi mình thấy bữa qua mình chơi xấu với bạn mình nghĩ không tốt lắm, mình hối hận, đó cũng là một phương pháp để delete cái memory, bad memory, tật xấu của mình. Hoặc là mình sám hối,
sám hối. Thí dụ như ở bên Kitô giáo thì người ta xưng tội, yeah. Bên Phật giáo thì sám hối. Sám hối là một phương pháp nó delete tất cả những cái memory xấu của mình, nó hay lắm, yeah. Rất là hay, nó nhanh lắm, yeah. Hoặc là tụng chú Đại Bi, hoặc là tụng chú các chú Bát Nhã rồi chẳng hạn, yeah. Sắc bất gì không không, bất gì sắc, sắc tức thì không không, tức thì sắc, mà có cái quyền lực này, nó delete tất cả những memory xấu, yeah, của mình. Thì gia đình á đang ở trong lúc gọi là bối rối, đang ở trong lúc là không hài hòa nhau, trở thành hòa an hòa nhau, an lạnh, an lạc với nhau. Bạn bè từ cái mà xa rời nhau, chơi xấu nhau, xa rời nhau, cái mình xin lỗi ở Mỹ hoặc ở Nhật, các nước văn minh á, cái chữ gọi là sorry. I'm sorry. I'm sorry. Nếu không biết, không dài lắm. Không nói I'm sorry giờ cũng được rồi. Yeah. Còn ở Nhật cái gomen hoặc là gomen nasai là xin lỗi đó. Yeah. Hoặc là cái chữ sorry này, chữ xin lỗi này. Thank you. Chật thank you á là luôn luôn ở trên đầu môi, cái mép con người, đó là cái văn minh của con người, văn minh đầu tiên của con người đó, yeah. Cho nên đừng có ngại, tất cả những người trong cuộc đời này đừng bao giờ ngại. Nhưng mà nếu quý vị á mà có ngại ngùng á, thì hôm nào vô trong phòng, một phòng á, phòng riêng của mình á, yeah, cứ đọc xin lỗi hoài, okay, sorry rồi cho nó mềm cái lưỡi, yeah. Hoặc mà thank you cứ đọc nhiều rau đủ, thank you yeah. Cái lưỡi á, yeah, nó mềm đi thì là nó quen, yeah. À, làm cho con mắt mình nó nhìn cái đấy rồi, hoặc là như vậy á, hồi nó thuần thục rồi, yeah. Hồi đâu cái hay khi mà mình người ai giúp mình chuyện gì á là mình thank you yeah. Mình làm mình đi đụng ai một cái gì á, mình sorry, yeah. Sorry cái nó. Hay khi mình nói sorry á, thì ăn Mỹ mình nói sorry cái mặt của người hiền từ của đối tượng của mình á, nó hiền từ lại liền. À, còn nếu mà mình đụng người ta, mình ai làm người ta không hài lòng, mình cứ trơ mắt như thế này, yeah, người ta giận dữ, giận chẳng những giận mà cái mặt người ta còn đỏ nữa, không hài lòng. Yeah. Cho nên xin lỗi này, thank you này, là I'm sorry này, nó luôn luôn ở trên đầu môi cho người. Thế thưa Hòa Thượng, bây giờ thì những cái rồi điều... mình á là cái vấn đề cái bước thứ hai nữa, mình đi đâu bây giờ mình đi, người Việt ở đây á, bên đây cũng văn minh khá lắm, tán thán công đức của người Việt đấy, bên đây cũng văn minh lắm. Yeah. Ngày xưa khi tôi về đây là xe hà đậu, xe tới chùa Mạng Nhân mà chỗ hết rồi, người ta đậu ở ngoài, chỗ nào gặp chỗ nào người ta cũng đậu hết rồi. Trời, trong những năm đầu, 10 năm đầu là hàng xóm rất cầm lên tôi hoài, yeah, cảnh sát xuống hoài thôi, tôi, yeah, nhức đầu. Yeah. Nhưng mà bây giờ thì người Việt ở đây cũng văn minh khá rồi đó. Yeah. Yeah. Cái thứ nhất là cái ồn ào nó bớt rồi. Ý thức rồi. Cái thứ hai là đậu xe đậu nồ đó cũng tuân hành luật lệ rồi, yeah, không có đậu ở trước cửa người ta, yeah. Rồi cái thứ ba là get line, yeah, được xếp hàng, cái thứ tư là không có khạc nhổ tầm bậy, ha. Cho nên người Việt mình tiến bộ khá, rất tán thán công đức của cộng đồng người Việt mình, yeah, luôn luôn đem cái giấy đó, yeah. Cho nên anh thấy cái túi vậy? Cái túi tôi hiểu toàn giấy không, không có tiền mà toàn giấy, toàn đi đâu đi đám đi đâu hay đi đâu tôi phải xuống tôi lấy tôi bỏ trong túi, lỡ mình có ho hoặc có cái gì đó, yeah, mình ấy cái miệng của mình này con vi trùng nó không bay ra, yeah, không ấy cho người khác. Cái thứ nhất, cái thứ hai là không dơ, yeah, còn kia khạc ghê gớm lắm, người, yeah, khác người ta cái, thứ, đó, cái vấn đề thứ ba nữa là vấn đề không, người Việt của mình đây không có đụng đầu tiểu đo, đụng đầu. Dạ, bây giờ thì chắc là cái đó cũng đỡ rồi. Đỡ lắm rồi, dạ, đỡ lắm mà. Văn minh cho còn cái xã hội như xã hội ở bên Tàu, bên Đồ
bên Việt Nam mình còn tệ lắm. Tệ lắm. Người ta để và cái bản... Khi Hòa Thượng nói chuyện Việt Nam thì có một vài vấn đề mà người ta trong tuần trước còn có nói chuyện với Hòa Thượng. Người ta có phản ảnh vào, thì hôm nay thì sau khi mà Hòa Thượng đã chia sẻ về vấn đề Phật Pháp, về vấn đề đời sống xã hội, về vấn đề văn minh, thì Hòa Thượng cho phép con có một cái vài điều để trình với Hòa Thượng. Trong cái tinh thần cởi mở với nhau Hòa Thượng, thì con biết Hòa Thượng là rất người rất cởi mở, Hòa Thượng nghe hết tất cả những cái mọi phía. Thì có một vài người họ, con không trả lời với những cái người mà dùng những cái lời lẽ văn hóa, nó không có văn hóa, con không có trả lời với người đó. Có những người họ biết đàng hoàng thì con xin hỏi Hòa Thượng. Mình cứ cười đi, mình cứ vui vẻ. Con chuyển lời lại với Hòa Thượng. Hòa Thượng có nói vấn đề, họ nói là Hòa Thượng có nói về vấn đề bát nước. Họ hỏi lại là nói, thế thưa Hòa Thượng, ai bát nước? Bán cho ai? Rồi bán lúc nào thưa Hòa Thượng? Đó, đó ba cái đó. Thì hôm nay thì Hòa Thượng cũng là vui vẻ hoan hỷ trong những ngày cuối năm. Thì Hòa Thượng nói thì cho phép rồi. Hòa Thượng hỏi này, mà Hòa Thượng có nói bán nước phải không Hòa Thượng? Có. Thì cái gì con phải hỏi kỹ. Thì Hòa Thượng nói rằng là, họ hỏi rằng là, thưa Hòa Thượng, thế thì bán nước bán cho ai? Ai bán? À, bán từ lúc nào? À, đó. Cái... cũng hay ở chỗ mình, bữa mình nói cũng hay á. Có như vậy á, người ta mới thức tỉnh được. Thì bây giờ trên YouTube nó lên hết rồi. Cái những người nào mà cái nguyên nhân nào mà ký hiệp định Thành Đô, và có bao nhiêu người ký hiệp định Thành Đô để đưa nước Việt Nam từ năm 2020 thì trở thành một cái tỉnh của Trung Quốc. Rồi anh biết cái thứ hai nữa, anh biết ông trên YouTube nó có ông Nguyễn Phú Trọng luôn luôn lúc nào cũng cầm cái cờ 5 ngôi sao. Cái ngôi sao trên hết là ngôi sao Trung Quốc, rồi 4 ngôi sao dưới là gì Mãn này, Mông nè, Hồi, bốn nước á. Hán là được vậy. Thì bây giờ thêm ông Nguyễn Phú Trọng luôn luôn thêm vào cái ngôi sao thứ năm nữa. Là ngôi sao thứ năm nữa, tức là Việt Nam đó. Năm có nhầm lẫn không hả thưa? Không, tôi thấy rõ. anh bây giờ anh mở trong YouTube anh thấy rồi. Rồi để khi nào kiếm cái là để cho người ta thấy. Đúng rồi. Rồi cái vấn đề đó là thứ nhất. Là Hòa Thượng nói là như vậy. Vấn đề thứ hai nữa, không phải tôi nói, mà một một vị trong cái bộ chính trị của họ nói. Tức là cụ Nguyễn Khắc Mai. Nguyễn Khắc Mai trong Bộ Chính trị đã nói rất nhiều trên YouTube, đưa ra 14 công bố 4 công bố văn bố 14 tội bán nước của Nguyễn Phú Trọng. Đó là của Nguyễn Khắc Mai nói rõ ràng. Tôi mở cái YouTube tôi còn còn copy trong kia. Rồi cái vấn đề thứ hai là ông tướng Lê Văn Cương đó. Ông cũng khép cái tội ông cũng Nguyễn Phú Trọng ở trong cái bán nước. Đó là ông tướng Lê Văn Cương. Ở trong cái bộ công an của Rồi cái vấn đề thứ ba là ông Trương Văn Long ấy. Phải không? À đúng rồi, Trương Văn Long. Ông là ông một ông tướng Trương Văn Long của Trương Văn Long. Trương Văn Long. Trương Văn Long. Trương Văn Long. Trong dạy về trong cái công an đó. Là ba ông đã đủ rồi. Tức là có người nói chứ không phải nói. Không, tôi không phải có nói. Mà hơn nữa, ông Nguyễn Phú Trọng luôn luôn cầm cái lá cờ. Cái cờ có 5 sao. 5 sao. Ngôi sao thứ 5 là ngôi sao của Việt Nam. Từ năm 2020 là Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc. Đó là tất cả những bằng chứng đầy đủ rồi chứ gì nữa.
không ai chạy trốn hết rồi. Nếu mà quý vị muốn hỏi thứ nữa, quý vị mở trên YouTube thì có hết trơn. Rồi, đó là cái mà khán giả họ muốn hỏi về Hòa Thượng. Bây giờ Hòa Thượng, chúng ta cũng còn nhiều thời giờ, nhưng Hòa Thượng tới thứ năm mới đến. Hòa Thượng năm mới, Hòa Thượng chắc cũng biết về những cái sự việc bên Việt Nam bây giờ. Có mấy người họ sắp ra tòa, ví dụ như ngày 8 tháng 1 tới đây là ông Đinh La Thăng đó, một trong những người là bí thư thành ủy của Sài Gòn, bộ trưởng, rồi PVN họ sắp ra tòa, rồi bây giờ lại có một người nữa ở Đà Nẵng là ông Vũ Nhôm đó, nhưng cũng dữ lắm mà thưa ông. Thế Hòa Thượng nhìn cái điện ảnh sang năm đó, quê hương xứ sở quốc gia mình, họ loại trừ những cái người mà tham nhũng rồi ra, Hòa Thượng có tiến khá lên được không? Họ mình phải nhìn nhận họ làm được cái công việc mà loại những người tham nhũng là cũng hay mà thưa. Cái hay của mình phải nhìn nhận chứ sao? Tụt tăng tháng công đó. Cái loại trừ cái tham ô này đó, là giảm bớt được cái cho đất nước rồi lắm. Nếu giả sử cái tiền cái giếng dầu đó mà phục vụ cho nhân dân thì đất nước bây giờ tiến được bao nhiêu biến tiến lắm. Lấy những cái tiền đó để xây dựng nhà trường này, xây dựng đường xá hoặc là nhiều công việc để làm. Giáo dục, cái vấn đề giáo dục là vấn đề quan trọng. Nếu thiếu giáo dục, giáo dục khoa học, giáo dục đạo đức, nếu mà đem từ 70 năm nay mà họ đem cái giáo dục về đạo đức vô trong học đường thì đâu có mình cái tình trạng nó điên loạn như bây giờ đâu. Có phải không? Mà họ dân là 70 năm nay, 70 năm qua này, họ dạy toàn là đánh lộn không? Dạy toàn là chửi bới không? Dạy toàn là ngày xưa là đấu tố, đem những hình ảnh độc ác lên trên tin vi dạy cho dân chúng, dạy cho học trò, nhồi sọ đứa học trò. Thì bây giờ nó loạn, phải nhân như thế nào thì quả như vậy thôi. Nhân xấu thì quả cũng phải xấu, nhân tốt thì quả cũng phải quả được tốt thì thôi. Thì tại nhiên là không có nhân sẽ có quả được. Bởi vì luật nhân quả của Đạo Phật đang đi vào khoa học rồi. Bởi vì khi khoa học người ta hỏi chứ tại sao làm việc, là người ta muốn tìm hiểu cái nó, mà tìm hiểu cái nguyên nhân của nó, mà đồng thời hiểu được cái kết quả của nó. Nhưng mà con xin đi hỏi Hòa Thượng cái này nè. Cái vấn đề người ta nói có vấn đề nội bộ chia rẽ nhau, có vấn đề phe cánh phe nhóm này. Nhưng mà con nghĩ những người ăn cắp phe nhóm nào cũng phải là loại bỏ họ đi, họ phải bị trừng trị, lấy tiền tham ô tham nhũng của nhân là cái tội ăn cắp phải không Hòa Thượng? Thì phe nhóm nào cũng phải phạt đền, phải có cái gọi là cái trừng phạt đấy, phải chịu cái tội, trừng phạt chứ Hòa Thượng. Cái tội là tội cướp. Ăn cắp là nhẹ, ăn cướp mới là nặng. Ăn cướp, nhưng mà ăn cướp đây không phải ăn cướp từng gia cái nhà từng cá nhân, mà ăn cướp cả 90 triệu con người. Lấy của nhân dân, mà mỗi cái khoản tiền đó tiền của nhân dân chứ đâu phải tiền của cả của ai đó. Đó tội lỗi vô cùng. Bởi thế cho nên nếu mà bây giờ họ không bị trừng phạt thì trong tương lai cái lương tâm của họ cũng trừng phạt lại họ. Cái hạt giống không hạt tốt. Giống không tốt. Cái memory, cái hạt rơi đi lâu rồi bị đó là thiệt hả? Đúng rồi. Đó là quan trọng. Nhân cái năm mới này thì chúng ta không còn nhiều thì giờ. Cảm ơn Hòa Thượng đã có một cái buổi nói chuyện rất là vui. Có thể nói trong cuối năm này, Hòa Thượng nhìn sang năm, Hòa Thượng thấy một cái viễn ảnh mình hy vọng những cái gì ở sang năm Hòa Thượng. Năm tới là năm Mậu Tuất. Nhưng mà tôi thấy cũng bởi vì cái trái đất nó càng ngày càng đi chậm chứ đâu có nó đi lùi chứ đâu có đi tiến đâu. Nếu mà đi nhanh như lúc trước thì mình không bớt lo, nhưng bởi vì nó đi chậm thành thực cái khí hậu nó cũng theo cái đó mà thay đổi thiên tai nhiều. Hôm nay ở chỗ này, ngày mai chỗ khác, một chỗ khác, đủ thứ hết trọi, chẳng phải chỉ một riêng một chỗ. Mà nếu chỗ nào mà nhân dân ở một cái xã hội nào, một nước nào mà nó hiền từ á, nó có cái ý niệm tốt á, thì nó bớt đi, gọi là cái châm chế đi, hiểu không?
Còn cái thiếu, nếu mà cái quốc gia nào mà thiếu giáo dục đạo đức đó, giáo thiếu về cái giáo dục xã hội rồi đó, thì nó nặng hơn. Thí dụ anh đánh tôi một cái, tôi thoi lại một cái mạnh hơn, có phải không? Thì cái luật nó như vậy đó. Thì nếu mà tất cả mọi người mà biết tu hành, biết đạo đức, ăn quả nhớ kẻ trồng cây đó, thì ăn cha ăn mặn thì con khát nước, thì người ta sẽ làm lành bớt. Mà cái ý niệm mà làm lành đó, một người chỉ có một ngọn đèn nhỏ như thế này, nhưng mà trăm ngàn người, cả triệu người, cứ mỗi người cầm một cái đèn nhỏ như thế này thì sáng rực rỡ. Thế thưa Hòa Thượng, cuối cái chương trình hôm nay con muốn Hòa Thượng chia sẻ với một câu mà người ta nói rất nhiều. Cái con sư tử nó là một con mạnh nhất. Nó là loài chúa sinh lâm, Hòa Thượng. Nhưng mà nó không có chết vì những cái con thú lớn hay là ngang nó, nhưng mà nó chết vì những cái con vi trùng nhỏ. Là cái câu người ta nói gọi là gì đó, Hòa Thượng? Sư tử trùng thực sư tử nhục. Mình ấy to con lớn xác. Anh thấy mình lớn không? Đối với mình lớn lắm chứ rồi. Nhưng mà mình thua con vi trùng. Con vi trùng nó vi trùng mình không thấy nó, phải dùng kính hiển vi mình mới thấy nó. Vậy mà nó giết mình. Nhưng mà nó giết mình như chơi. Thế thì con vi trùng nó cũng ăn thịt được con sư tử. Đúng rồi. Vi trùng nó cũng ăn thịt được mình nữa chứ không phải sư tử. Nhân cái sự kiện đó hôm nay, Hòa Thượng muốn nhắn gửi đến tất cả những người qua cái năm mới phải sống cái đời sống sao đấy. Đừng có nghĩ rằng mình quyền hành, mình giàu có là mình có thể làm được những cái điều, mà trái lại những con vi trùng nhỏ nó cũng có thể giết mình được, phải không, Hòa Thượng? Cho nên hôm nay thì cuối chương trình, Hòa Thượng những nhà lãnh đạo quốc gia nên nhớ rằng là đừng bao giờ nghĩ là mình làm xấu không ai biết hết. Bởi vì cái ngày nay không phải như cái những chủ nghĩa đế quốc, những cái thực dân ngày xưa, mà bây giờ là cái thế giới dân chủ. Cho nên hãy mình mới mở miệng lên á thì cả thế giới đều biết rồi. Bởi thế cho nên á, mình đừng nghĩ rằng là mình lấy cái tiền của nhân dân này, nhân dân không biết đâu, tao cứ lấy về làm giàu của tao. Không phải như vậy đâu. Mình hôm nay nhân dân không biết, ngày mai, ngày mốt, bữa kia, một tháng sau nhân dân sẽ biết. Mà nhân dân nó biết đó thì cuộc đời mình chung xuống 10 tầng ở dưới đất đó, nó cũng lâu lên. Có phải không? Nhân ác đó, thì mình sẽ có quả ác. Mình đánh cái này mạnh xuống đó, thì cái bàn nó sẽ bể. Mình đánh nhẹ nhẹ đó, thì nó không bể. Mà nhưng mà nó nghe cũng khó chịu. Nhưng mình để nó nguyên như thế này là phật nha. Cho nên làm cho cái bàn này nó luôn luôn sạch sẽ, làm cho cái tâm mình luôn luôn sạch sẽ, thì luôn luôn mình được an lành, được happy thôi, cái gì đó. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những giây phút vừa qua với Hòa Thượng Thích Chân Thành. Và vui trong lãnh đạo chúng con cũng xin chân thành cảm ơn Hòa Thượng với những cái lời chỉ giáo, với những cái điều mà làm cho con người chúng ta có thể nói hiểu biết, trở thành nó nhẹ nhàng hơn, đời sống có tính cách mong để cầu được một cái đời sống an lạc hơn, và biết sám hối và để cầu mong có một cái cơ hội giác ngộ. Thì chúng con xin chân thành cảm ơn Hòa Thượng. Nhân đây trong những ngày cuối năm thì chúng con cũng xin trân trọng để gửi lời chào mừng và chúc Hòa Thượng vui khỏe và luôn luôn có một cái tinh thần là giúp đỡ và thương yêu tất cả những người họ chưa được hiểu, Hòa Thượng. Thành cũng đừng nên oán trách những người nào họ chưa được hiểu nhiều, Hòa Thượng. Anh chơi tôi nhiều, anh biết tôi luôn luôn cười chứ. Mà cái gì nó vô trong lòng tôi mà thấy nó good chứ nghe. Dạ, là nói ra liền. Nói ra liền, buông xả liền. Ở năm đầu năm thì cuối năm Hòa Thượng cầu chúc làm sao cho cái năm mới nhìn như thế nào với những người đang theo dõi chương trình. A Di Đà Phật, năm mới cầu nguyện mười phương chư Phật gia hộ cho nhân dân Hoa Kỳ cũng như nhân dân Việt Nam luôn luôn được an lạc, hạnh phúc và luôn luôn tiến bộ. Và nguyện cầu cho chư Phật cũng gia hộ cho toàn thể nhân loại, toàn thể thế giới
luôn luôn được hòa bình, để cho nhân dân toàn thế giới, dân nhân loại toàn thế giới được an vui hạnh phúc. Dạ. Và cái nền kinh tế nhất, bởi vì cuộc đời mình không có sống nếu không có nước bao tử. Yeah, kinh tế phát triển có thể là kinh tế cầu nguyện cho kinh tế càng ngày càng đi lên. Kính thưa quý vị, đó là Hòa Thượng Thích Chân Thành với Vui Trong Anh Đạo. Giác ngộ rồi người sẽ về đâu, cho tôi xin bắt một nhịp cầu. Dòng sông ấy thiên thu tịch lặng, người là ai hàng hữu nghìn sao. Giác ngộ rồi người sẽ làm chi, cho tôi xin nối kết những gì. Lý tưởng đẹp cuộc đời dâng hiến, đường thênh thang ta mãi cứ đi. Đến núi cao hay tình người cao, cánh cửa không ta mở lối vào. Sợ trường ấy chiều dày tuệ giác, tâm ân tâm người đã truyền trao. Sang sông rồi thuyền bỏ lại đây, bước ung dung tự tại như mây. Thảo án nhỏ trăng treo lơ lửng, dấu ân thiền hạnh ngộ đông tây. Sang sông rồi nguyện lực như nhiên, tình yêu thương ứng dụng chân truyền. Tâm tình đẹp chan hòa sợi nắng, dòng sông xưa thấp thoáng con người.